Hi, xin chào tất cả các bạn Tại sao Pi Network lại được rất nhiều người đánh giá là một dự án crypto cực kỳ tiềm năng trong tương lai Như gần đây nhất là tạp chí Bitcoin.io cũng đã có những đánh giá rất tích cực về dự án Pi Network So sánh với sự phát triển của Memecoin trong giai đoạn vừa qua Trong năm 2024 thì Memecoin phát triển cực kỳ mạnh mẽ và bùng nổ Nó phản ánh thông qua những dự án coin trong Telegram hoặc sự tăng trưởng của các Memecoin sau khi Bitcoin tăng giá Trước tiên nói về Memecoin Meme coi là một dự án tiền mã hóa được lấy tên từ một cái meme nào đó hoặc một trò đùa phổ biến nào đó trên internet mà trong những thời gian gần đây chúng ta thấy người ta sử dụng những cái con động vật trở thành cái linh vật của những đồng coi đó như là con chó này, ở đó coi con mèo này hay là rất là nhiều những cái con vật khác như gần đây là chúng ta có hamster combat là con chuột hamster tuy nhiên thì gần đây nhất thì nhà sáng lập của iosu đã cảnh báo về cơn sốt đầu cơ của meme coi đang đầu độc vào thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là ở phương Đông. Và từ đó kêu gọi cộng đồng tập trung lại vào để xây dựng những dự án có giá trị thực và ứng dụng thực tiễn. Nếu như nhìn về PN Network và nhìn về Mimcoin thì nó vừa có sự giống nhau và vừa có sự khác nhau. Và đây chính là điều mà mình muốn nhắc đến trong cái video này. Đó là P và Meme đều có một điểm chung là rất là nhanh chóng thu hút được một lượng người dùng lớn. Tuy nhiên khác với P được xây dựng một cách chỉnh chu với hệ sinh thái đa dạng đã xây dựng được nền tảng trong một khoảng thời gian lâu dài. Thì với Meme thì lại mang chỉ hướng hoàn toàn ngược lại là mặc dù thu hút được lượng người dùng nhiều nhưng không tạo ra được giá trị thực tế và thậm chí điều này như là một nguy cơ mà đã được mình nhắc đến trong những livestream trước đó là nó có thể đang đầu độc vào thị trường tiền hóa. Trong thời gian vừa qua thì giới đầu tư tiền mã hóa đang bàn luận sôi nổi trước bài viết đầy tâm huyết của nhà sáng lập quỹ IOSG. Trong đó thì ông cũng đã mạnh mẽ lên án hiện tượng đầu cơ meme coin đang tràn lan như thuốc phiện đầu đập vào thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là ở trong khu vực phương Đông. Thì đây là cái bài viết của Jocelyn. Thì theo ông ấy, meme coin giống như một con dao hai lưỡi vậy. Một mặt nó có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho những người tham gia sớm, tạo nên câu chuyện làm giàu sau một đêm đầy hấp dẫn. Đây cũng chính là cái điểm mà chúng ta cũng phải nhắc đến trong cộng đồng P Network. Đó là có rất nhiều người muốn ăn sỏi dự án hoặc muốn làm giàu nhanh lên từ dự án P Network mà không kiên nhẫn và không học hỏi để thu nạp thêm kiến thức. Rất nhiều người muốn vi giá cao, khai thác 2-3 năm thì họ hết kiên nhẫn để khai thác, họ tạm dừng cuộc chơi. Hoặc có những người dù cho đã khai thác 3-4 năm nhưng không chịu tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng mà chỉ tập trung vào việc hỏi liệu sau này khai thác vi có giàu hay không. Để trả lời câu hỏi này nó cần rất nhiều yếu tố Nó không chỉ phụ thuộc vào việc mà chúng ta sở hữu bao nhiêu bi Mà nó còn phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng nó như thế nào Cho nên đừng để cho tư duy của meme coi Nó đầu đọc vào tư duy của chính các pioneer của chúng ta Bởi vì mình tin rằng việc làm giàu với Pi Network sau một đêm là không thể Mọi thứ mà Pico Team xây dựng lên cho dự án Pi Network là từng bước một Là đi từ con số 0 cho đến bây giờ để xây dựng lên những ứng dụng và số lượng người dùng như vậy là những thành tựu mà phải mất một khoảng thời gian dài mới đạt được. Cho nên, meme coin nó đang làm lưu mờ đi những cái giá trị cốt lõi của công nghệ blockchain và sẽ khiến cho nhiều người quên đi mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc với các ứng dụng thực tiễn như Pi. Và trong bài viết này thì Jocelyn cũng so sánh hiện tượng này với phong trào duy tăng của thời nhà Thanh khi các người trẻ đầy nhiệt huyết bị cúng vào những hoạt động chính trị ngắn hạn mà quên đi mục tiêu cải cách sâu rộng và ông cảnh báo rằng nếu không có sự thay đổi cơn sốt meme có thể dẫn đến một thảm họa cho thị trường tiền mã hóa phương đông tương tự như câu chuyện bong bóng của nft trong chu kỳ tăng trưởng trước đó cho nên là điểm độc đáo và ưu việt của pi là bởi vì pi không chạy theo những thứ ngắn hạn mà tập trung vào tầm nhìn trong tương lai dài hạn và ở phần cuối ông Jocelyn chia sẻ một cái tầm nhìn cho một tương lai bền vững của tiền mã hóa đó là ông kêu gọi cộng đồng tiền điện tử đặc biệt là ở trong phương đông cần tập trung vào việc xây dựng các dự án có giá trị thực thay vì chỉ chạy theo những đồng miêm ngắn hạn ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển cơ sở hạ tầng các giao thức mới và các ứng dụng thực tiễn của công nghệ blockchain và những điều này hoàn toàn phù hợp với những định hướng và mục tiêu của Bill Network trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đó cũng là lý do tại sao mình hay nói rằng việc Open Manage chỉ là một dấu mốc đánh dấu cho sự phát triển tiếp theo của Pi Network. Nó không phải là mục đích đấy cuối cùng. Sau Open Mainnet, Network còn phải làm rất nhiều điều và để tồn tại và phát triển trong lĩnh vực tiền mã hóa này thì Pi Network không thể như meme được. Nếu mà chỉ ra lợi nhuận và rủi ro thì chúng ta sẽ thấy rằng với meme coin nó có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ nhưng cũng đi đôi với nó là rủi ro khổng lồ. Đối với một đồng coin không có giá trị cốt lõi Đồng Coi mà không có một tầm nhìn để phát triển một cách lâu dài và giải quyết những vấn đề thực tiễn như Meme Coi thì sau giai đoạn tăng giá nó có thể tụt giá mãi mãi và không bao giờ tăng trở lại. Nhưng đối với những dự án UP Network đã xây dựng hệ sinh thái và chuẩn bị cho mình một tâm thế để phát triển cho một tầm nhìn lâu dài thì dù cho có những lúc giá trị tụt giảm nhưng rồi cũng sẽ tăng trưởng trở lại. Đó là sự khác biệt cực kỳ rõ ràng và với những dự án tiềm năng sau giai đoạn tụt giá nó đều có tiềm năng, nó đều có thực lực để quay trở lại và thậm chí là tăng trưởng cao hơn với một mức giá mới. Và mình tin rằng với những cái lý do đó thì thông qua meme coin mà chúng ta càng thấy được cái sự nổi bật của Binance Quật trong thị trường tiệm hóa. Và với tất cả những yếu tố đó, Binance Quật trong một ngày không xa có thể sẽ là một trong những phương án tuyệt vời, là một trong những sự giao thoa phù hợp trong giai đoạn sắp tới. Một đồng coin mà vừa thu hút được một lượng người dùng lớn như meme coin và mang trong mình là hàng trăm hệ sinh thái để giải quyết những vấn đề thực tế ngoài đời thật và đồ ngủ tài giỏi và khai thác thân thiện với môi trường đây sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ phù hợp cho các nhà đầu tư và với tất cả những yếu tố đó vì hoàn toàn có cơ sở để trở thành ngựa ô trong thị trường tiền hóa trong thời gian sắp tới mở ra những xu hướng khai thác sạch nhưng vẫn mang lại chất lượng và mình biết rằng dù cho meme hiện tại đang là xu hướng nhưng nó có thể chỉ là xu hướng nhất thời bởi vì nó đơn giản cũng chỉ là một món ăn nhanh, không thể đem lại một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, hãy tập trung vào những giá trị thực tế mà nước Network đang xây dựng để từ đó nhìn thấy tầm tại sao dự án này phải mất thời gian lâu như vậy để chuẩn bị. Còn bạn thì suy nghĩ như thế nào? Thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nha. Còn bây giờ, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.